Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới tất cả các bạn một vài cái cách để mà sửa chữa cái điều khiển TV hoặc là điều khiển của đầu đĩa hoặc là điều khiển của đầu kỹ thuật số và tất cả những loại điều khiển khác Thì cái điều khiển này hiện tại nó đang bị cái tình trạng là khi mình nhấn nút này để bấm để chuyển kênh hoặc là nhấn nút để sử dụng các menu của cái điều khiển này thì nó bị cái tình trạng là nút nhấn được và nút không nhấn được thì cách để kiểm tra các bạn kiểm tra bằng cách các bạn sẽ cho cái điều khiển này vào cái camera của điện thoại Hiện tại mình đang cho vào cái camera của máy quay thì cái camera của máy quay nó nhận cái hồng ngoại của cái mắt này khá là kém Như các bạn nhìn thấy nó hơi yếu Mình sẽ sử dụng một cái điện thoại cùi bắp Mình sẽ thử cho các bạn xem Đây mình sử dụng cái điện thoại cùi bắp này Camera của nó sẽ bắt hồng ngoại tốt hơn. Đấy thì các bạn sẽ sử dụng cái camera này để nhận tín hiệu hồng ngoại. Các bạn sẽ nhấn vào đây để kiểm tra. Cái điều khiển này của mình hiện tại nó đang bị chập chờn, lúc được lúc không. Đây các bạn nhìn đây Lúc mình nhấn nó được và lúc mình nhấn nó không được. Đấy. Hoặc là thậm chí những cái nút mà mình không nhấn thì nó cũng tự động mà nhảy loạn hết cả lên. Nó giống như kiểu là bị kẹt phím ý Nhưng mà thực chất là cái điều khiển này nó không hề kẹt phím một chút nào cả Thì nó cứ nhảy loạn hết cả nên Chập chờn lúc được lúc không Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới tất cả các bạn vài cái cách nhỏ Để sửa chữa cái điều khiển này nó cực kỳ dễ dàng Và đơn giản Thì uh, trước tiên mình sẽ tháo cái nắp bít của điều khiển này ra Đây các bạn nhìn thấy ở đây Cái cục pin ở bên trong này Hiện tại mình vừa tháo cái nắp ra thì mình thấy có nước ở bên trong. Đây. Cái cục pin này hình như nó bị chảy nước các bạn ạ. Đấy. Cái cục pin này lâu ngày sử dụng thì không thay thì cái loại pin đẻo thì nó hay bị chảy nước. Đây các bạn nhìn thấy nước ở bên trong này. Hoặc cũng có thể nguyên nhân là do độ ẩm cho không khí nó quá cao thì nó sẽ ngấm vào bên trong thì nó cũng gây cái hiện tượng là ngưng tụ nước ở bên trong cái điều khiển này dẫn tới cái hiện tượng là chập tròn hoặc là bị nhảy loạn hết cả lên đây và nó cũng có thể nguyên nhân là do cái cục pin này là nó bị chảy nước ra và nó làm chập loạn ở bên trong nên đấy bây giờ mình sẽ tháo hết cái điều khiển này ra để xem bên trong xem cái tình trạng ngấm nước hoặc là bị ẩm nó như thế nào và đây sau khi mình đã sử dụng cái cây dao mình cậy hết cả cái góc xung quanh của cái điều khiển này ra các bạn nhìn thấy ở trong này nó ngấm nước khá là nhiều đây ướt sũng luôn này tại vì nhà mình mấy hôm nay thì trời nó cũng hay thường bị nồm ẩm nó hay bị ướt thì cái, cái điều khiển này mình nghĩ nó cũng do nồm ẩm và nó ướt nó ngấm ở bên trong như thế này đấy và mình cũng nghĩ theo một cái nguyên nhân nữa, đó chính là cái cục pin tiểu nó bị chảy nước ra. Đấy thì nó cũng gây ra cái hiện tượng như vậy. Cách để khắc phục thì các bạn sẽ kiếm cho mình hai cái mảnh vải khô. Như thế này, sau đó là các bạn sẽ thấm lau sạch những cái nước dính ở trên cái bề mặt linh kiện này cho tới những cái bàn phím và cho tới những cái vỏ của cái điều khiển này. Các bạn lau thật sạch và kỹ cả cho nó ráo nước đi. Đấy. Sau khi mà các bạn đã lau cho cái nước ở cái vỉ linh kiện nó đã thấm nước rồi, nó hết sạch những cái nước uh, cũ đi thì các bạn sẽ kiếm cho mình một cái cốc nước nọc cho nên là các bạn sử dụng cái nước nọc này các bạn lau qua lại cái điều khiển này. Đây, tất cả những cái vỉ linh kiện hoặc là những cái bàn phím các bạn lau kỹ lại bằng cái nước sạch lần nữa. Tại sao mình lại bảo các bạn lau bằng nước sạch lại lần nữa? Thì mình cũng có một cái nguyên nhân, mình suy nghĩ đó chính là do cái cục pin tiểu này trong quá trình sử dụng nó sẽ chảy nước ra mà nước từ cái cục pin tiểu này nó chảy ra nó sẽ chứa axit ăn mòn thì các bạn cần rửa sạch qua một lớp nước nữa để cho nó làm sạch hết tất cả cái nước axit từ cục pin tiền nó chảy ra sau khi các bạn đã rửa sạch bằng nước một lần nữa thì các bạn sẽ sử dụng một cái máy sấy các bạn sấy khô đi nhà bạn nào không có máy sấy thì các bạn có thể phơi nắng cho thật là khô sau đó là các bạn nắp lại sau khi đã sấy khô xong bây giờ mình sẽ tiến hành nắp lại các bạn chú ý là để ý những cái điểm nó so để nắp pin nắp lại cho nó đúng sau khi đã nắp xong thì các bạn nên thay một loại cục pin mới để sử dụng cho nó tốt tại vì cục pin cũ nó đã bị chảy nước rồi các bạn vứt đi bây giờ mình sẽ thử lại cho các bạn xem mình sẽ lấy một cái điện thoại mình thử cho các bạn nhìn rõ hơn đây sau khi mình nhấn nút thì nút nào được luôn nút đấy nó hoàn toàn là được chắc chắn luôn nó không bị chập chờn nữa như lúc đầu thì sau khi mình nhấn nút thì các nút chức năng nó hay bị chập chờn nút được nút không đấy bây giờ nó đã khắc phục được cái tình trạng này và cái điều khiển này nó cũng hết loạn hoặc là bị chập các bạn thấy không? Chỉ một vài thao tác đơn giản là các bạn hoàn toàn có thể sửa chữa được một cái điều khiển như thế này. Khá là đơn giản và dễ làm. Cách này thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại điều khiển. Hầu như loại điều khiển nào cũng có thể sử dụng cái cách sửa chữa này. Mình hy vọng với cái cách đơn giản như thế này sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống khi gặp khó khăn. Trong cuộc sống đôi khi các bạn gặp khó khăn gì từ những cái vật dụng tại gia đình thì các bạn sẽ comment bên dưới bình luận mình sẽ và mình xem và mình giải đáp tất cả các thắc mắc cho tất cả các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.